Bánh cọc chưa? Thì phải chưa làm nó đã gửi đâu mà. Vì làm cái này là trước nó làm nó mấy lần đấy. Nó quen rồi lúc nào đấy. Cái lớn rồi. Rồi củ kia đó là nhà ngon. Chú thì mạnh dạn thế ảnh bỏ đi đi luôn. Để bọn nó bắt nạt.